chào các bạn à, rất vui gặp lại các bạn trong kênh Ngọc Chiến bất động sản Vinhome à, video này mình sẽ chia sẻ với các bạn một số cái thông tin à, về Vinhome thoái vốn tại công ty con thì uh, trên cơ sở là um, những người những nhà đầu tư hoặc những khách hàng à, những nhà những người bạn mà đã xem kênh YouTube của mình thỉnh thoảng có content những cái câu hỏi hoặc thậm chí là những câu hỏi nó nhiều mình phải giải thích nhiều với nhóm khách hàng thì có thể là mình sẽ làm một video hoặc là những chia sẻ những cái như là đi nhận nhà hoặc là những cái gì những thủ tục gì mình nghĩ là nó sẽ hữu ích cho nhiều nhà đầu tư thì nó cũng dẫn xuất như thế này một bạn có content rằng là anh làm video phân tích về tại sao Vin có thoái vốn tại ba công ty con mà nó lại liên quan đến các cái dự án ở ba đại dự án là Vinhome Ocean Park 2 và Ocean Park 3. Cái đấy thì cũng đúng và chính đáng, chính đáng thôi. Chẳng hạn như ngày trước mình cũng có những video chia sẻ thật là hoặc các nhóm khách hàng uh, content với mình, nhắn tin với mình thì cái đấy là cũng cũng là một điều mà khi làm môi giới và các bạn cũng phải cập nhật những thông tin ấy giải thích một lý do chính đáng một là theo khía cạnh hiểu của cá nhân phạm vi kiến thức của cá nhân hoặc cũng có thể được truyền thông chính thống từ phía chủ đầu tư thì về phía vấn đề này mình sẽ giải thích theo một số các cái thông tin chính thống và cái thứ hai là cũng ngày trước mình cũng là làm kế toán thì mình có thể giải thích thêm được cái đấy cho các bạn uh, hiểu và cạn kẽ ví dụ như ngày trước là mình thật ra mình cũng để ý là mỗi lần vin mở một cái đại dự án gì ấy, mở bán ấy cũng có những cái gì nó 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 cái yếu tố thị trường nó tác động chẳng hạn như ocean park hai khi mà vin bao nhiêu lâu mới ra từ ngày dưới chẳng hạn những ngày khởi công thì cũng làm những cái lễ tâm linh đúng không hoặc là vừa rồi ocean park 3 kích uh, ập thì bạn những buổi trưa là mưa mình nghĩ là buổi chiều sẽ là là khéo là phải mặc áo mưa Uh, dự lễ thích ập thì cuối cùng lại thời tiết rất đẹp hoặc đâu đó ngày xưa Royal City uh, khởi công uh, Hòa Khánh thành đi vào ấy thì thì thời tiết hôm trước là rất là xấu nhưng hôm sau thì đúng lúc tầm độ khoảng 11 giờ rất là đẹp thì câu chuyện nó cũng như là hôm mở bán Ocean Park 2 ấy, thì sự kiện của FLC này, sự kiện của Tân Hoàng Minh này rồi rất là nhiều luồng thông tin là Uh, cái dư cung cái lượng 12.641 căn lớn như thế thì uh, hấp dụng sao được này rồi là uh, vừa rồi những có những thông tin về xuất nhập cảnh này rồi những thông tin về uh, lợ uh, cái hội sẽ số lợ cao này đấy thì đương nhiên là mỗi một lần buổi sáng có khi sáng sớm ngủ dậy thì khách đã có nhắn tin rồi thì cũng đều phải nắm được để giải thích cho khách cho khách hàng làm sao có nhìn thấy cái 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 vấn đề sao cho nó thỏa đáng đương nhiên là kèm theo cái cảm nhận của, của cá nhân và cũng có những cái thông tin từ phía uh, chủ đầu tư thì mình cũng nói là mình rất thích cái câu chuyện là khi đầu tư ấy mà các bạn mà gặp được những công ty mà niêm yết trên sàn chứng khoán ấy thì họ phải chịu thêm cái điều chỉnh về luật chứng khoán và cả cái 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 văn bản điều chỉnh về cái công bố thông tin thì các bạn sẽ vào đây nhé bạn vào vinhome này vn này bạn vào cái phần quan hệ cổ đông này này đấy đấy được chưa bạn vào đấy nhé Thế xong bắt đầu bạn lấy cái 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 này công bố thông tin này đấy bạn vào công bố thông tin này đấy thì bạn sẽ đây có cái công bố thông tin chuyển nhượng phần vốn góp của Vinhome tại công ty con nhé đấy rồi là đây góp vốn này thì hai cái này cái ngày cái ngày thành lập này và hôm vừa rồi thì cái tốc độ nó rất là nhanh thì mình sẽ giải thích cái này tiếp đấy. cái tiếp nữa là bạn sẽ vào đây bạn vào quan hệ cổ đông này à, bạn vào cái phần mà Uh, báo cáo thường niên 2021 này bạn tải về bạn tải về thường các công ty niêm yết thì mỗi một năm sẽ có một cái phát hành một cái báo cáo thường niên uh, tổng quát năm đấy làm được những gì định hướng tương lai các thứ cũng rất là hay và đặc biệt đây thì có một cái tài liệu thuyết trình thì bạn ấn vào đây bạn tải về thì Vin là cũng có, có cái huy động vốn của nước ngoài thế đâm ra là cái cái tài liệu này hoàn toàn bằng tiếng Anh thì cũng có thể là một cái nguồn tham khảo thì đấy mình mình chia sẻ như thế là các cái nguồn thông tin đầu tiên nó phải chính thống đã nhé Ok thì chúng ta lấy từ nguồn này sau đó chúng ta phân tích thì bây giờ câu chuyện như này cái ngày 27 tháng 8 thì Vin có cái công bố thông tin bất thường này Đấy, sở giao dịch chứng khoán nhỉ sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh này đây gửi nhau ủy ban chứng khoán nhà nước này sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh này sở giao dịch chứng khoán hà nội về việc thành lập góp vốn tại ba công ty này công ty trách nhiệm đầu tư phát triển đại dương xanh này à, công ty à, dự kiến thành lập nhé bạn ghi nhé dự kiến thành lập nhé. Đấy. Đây bạn nhớ cái văn bản này nhá, nhớ cái văn bản này dự kiến thành lập nhé, dự kiến thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Hải Đăng, bất động sản Hải Đăng này. Công ty con dự kiến là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển bất động sản Trường Minh. Ok chưa? Đây mình phải, chúng ta phải đọc rõ cái thông tin này. Đấy. Và đến ngày 29 tháng 9 thì có lại gửi uh, khi là công ty niêm yết thì những sự kiện này phải gửi Ủy ban, gửi Ủy ban chứng khoán này, Sở Giao dịch này đây, à, à, đây cái nội dung nhé công bố để phục vụ hoạt động kinh doanh công ty cổ phần Vinhome công bố việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp công ty với các thông tin dưới đây cho các đối tác. Đấy. Công ty trách nhiệm hạn đầu tư phát triển Đại Dương Xanh, đấy. Công ty trách nhiệm hạn đầu tư phát triển Hải Đăng đây có giấy chăng để đăng ký kinh doanh rồi nhé à, Công ty trách nhiệm hạn đầu tư và phát triển Trường Minh đấy chuyển nhượng phần góp công ty này không là công toàn công ty con của công ty cổ phần Vinhome. Đây, thì cái việc đầu tiên đã là chúng ta hiểu là cái việc làm của Vin, uh, các cái Vinhome này này, thì là được điều chỉnh bởi pháp luật đấy và cả luật uh, ví dụ như là luật kinh doanh, uh, luật với hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và công ty có niêm yết thì điều chỉnh bởi luật chứng khoán nữa nhé. Điều đầu tiên là, là như này đã, thế và tiếp theo nữa thì chúng ta đọc cái báo cáo thường liên ấy, thì chúng ta cũng sẽ thấy là vin đã xác nhận những cái tầm nhìn và cái sứ mệnh này đúng không ví dụ như tiên phong mang đến trải nghiệm sống lý tưởng giữa lòng đô thị với những khu cư dân quy hoạch chuyên nghiệp tiện ích đồng bộ môi trường xanh sạch giúp hình thành phong cách sống mới của người dân việt nam vinhome mong muốn kết nối cộng đồng cư dân xây dựng môi trường sống văn minh năng động cùng không gian sống xanh với các khách hàng tận hưởng cuộc sống tốt đẹp và chất lượng mỗi ngày. Thường thì chúng ta đi đầu tư thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái câu chuyện là kiểu như là dự án rồi uh, loại hình bất động sản rồi. Nhưng mà đọc những cái thứ này thì mọi người cũng dành ít thời gian. Và mình phải thừa nhận với nhau như vậy. Thế nhưng mà để mà làm được cái này, cái tôn chỉ mà như kiểu cái hiến pháp của một doanh nghiệp ấy. Đấy, thì sẽ có những cái này và mình, Vin đã và đang làm à từ trước đến giờ một thời gian rất dài rồi để chúng ta chứng minh là Vin có xây dựng một cái tầm nhìn sứ mệnh nó chuẩn xác đúng không? À, bây giờ chúng ta cũng sẽ thấy à, trong đọc trong cái báo cáo à, thường niên ấy, đây các bạn à, báo cáo thường niên ấy thì bạn sẽ thấy như này. Cái trang à, trang số đây này, bạn nhìn nhá. Cái trang số 19 trên 93 có 93 trang. Thì Vin có uh, có thống kê ra các cái danh mục dự án này Đấy, the, uh, đây VinHome Bắc Ninh này Center, uh, Center uh, Bản Triệu này VinHome Royal City này VinHome Riverside này VinHome Riverside, Riverside Harmony này VinHome Time City này VinHome Nguyễn Trí Thanh VinHome Thăng Long VinHome Grand, Grand Inner này the, the Capital này Metropolis này Green Bay này Skylake này West Point này Ocean Park này Smart City Symphony này Imperia đây uh, theo uh, các cái tỉnh thành uh, ví dụ Hà Nội là nhiều nhất này loại hình sản phẩm cao tầng thấp tầng này quy mô này năm bàn giao này đúng không thì họ đã thống kê đầy đủ thế nhưng trang tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy đây các cái về mặt kế toán thì thường mỗi một dự án người ta sẽ thành lập ra một công ty cái đấy thì uh, cũng là một điều trong luật kinh doanh thôi chẳng hạn như là uh, về mặt pháp hiến pháp thì là công ty được cư công dân được làm những điều như pháp luật không cấm và luật kinh doanh cũng thế hưởng đến cũng quy định cụ thể của hiến pháp và cái này là cái đương nhiên rồi các cái các cái doanh nghiệp cũng đã là là hiểu được và vận dụng những cái này tại sao họ cũng cần phải sự phân bổ thành lập ra gì phân bổ chi phí rồi theo dõi quản lý rồi là đôi khi những cái tập đoàn lớn rồi thì họ có chi phí thương hiệu có khi họ thành lập một công ty con ra rồi họ có những cái chi phí đấy, đấy là những bài toán tài chính. Thế và nhưng hiểu một đơn cách đơn giản nhất thì là các bạn thấy rằng là cái việc đấy cũng là cho mục đích quản trị đấy. Ờ, họ cũng bên cạnh nó cũng mục đích kinh tế. Đấy, nhưng mà những cái việc mà sâu xa hơn thì chắc chắn là về chiến lược kinh doanh chắc chắn là mình cũng 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 chưa cũng có những cái đấy kể cả là bí mật kinh doanh nữa, đúng không? Thế nhưng mà câu chuyện đầu tiên thì họ được quyền quyền làm như thế và À, đôi khi ấy, chúng ta cũng sẽ thấy là ở các tỉnh thành khác nhau họ thành lập thì ví dụ như ngày trước để niêm yết trên sàn chứng khoán đấy thì các công ty cũng đã vận dụng vận dụng là thành lập công ty ở, ở, ở dưới các vùng sâu vùng xa xong rồi chi nhánh chẳng hạn thì à, lúc mà người ta đi lên sàn thì có chính, chính sách lên sàn thì cũng được miễn thuế thì cái câu chuyện nó cũng là một cái ví chẳng hạn rồi là thu hút vốn đầu tư của các tỉnh nó cũng một cái sự kiện khác nhau thế thì à, đơn thuần nhất là cái việc này là để phù hợp với cách thức quản trị của của, của chủ sở hữu hoặc ý tưởng của chủ sở hữu hoặc là à, đôi khi là à, họ cũng cái, cái 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 quản lý này họ cũng cần về cái chính sách thuế hoặc những cái 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 mà họ sẽ thấy là cân nhắc là để tách riêng hay là để gộp vào thì phù hợp rồi rồi, rồi chẳng hạn như là à, họ sẽ có những cái hút vốn đầu tư rồi là à, à, có mỗi một tỉnh thành cũng có một cái chế độ thu hút, đầu tư riêng thì cái đấy cũng là một cái nhưng các bạn cũng thấy là đây các bạn nhìn thấy đó là sự văn minh là khoa học thôi về cách thức quản trị thôi đây ví dụ như những công ty này à, ví dụ như tham city này thì là cái công ty độ công ty trách nhiệm hạn đầu tư phát triển đô thị gia lâm đúng không và chúng ta cũng sẽ thấy là cái đây cũng có đây công ty cổ phần xây dựng đại an đúng không là ban đầu là dream city đấy đấy thế rồi à, cái trao giấy chứng nhận đầu tư cũng thế của của hoặc là chẳng hạn chúng ta có những cái công ty về trong Vin cũng có những công ty về dịch vụ bảo vệ đúng không vận hành đấy hoặc là những cái đấy thì cái đương nhiên là họ sẽ có thể là cái đối tượng đấy thì lại là là về nhân công hoặc sau này hoặc sau này các bạn sẽ thấy là hiện tại bây giờ ở, ở dự án hai dự án này đòi hỏi một cái lượng công nhân rất là lớn thì hôm mà uh, chia sẻ thì anh Nghĩa giám đốc uh, kinh doanh anh cũng chia sẻ là sau này có thể Vin sẽ thành lập một trung tâm cung ứng nhân lực đấy nó rất lớn cơ. Thế thì cho các dự án lớn của Vin chẳng hạn như là Hạ Long xanh rồi là uh, silicon Cam Ranh đấy ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ hiểu như vậy và uh, một cái điều bình thường nữa trong kinh tế thị trường thành lập và uh, và thoái vốn hay cái đấy nó cũng hết sức bình thường thôi. Chẳng hạn chúng ta có thể search trên 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 Google là thoái vốn thì chúng ta thấy cũng thấy cái Landmark 81 thoái vốn có sao đâu hoặc là trong trong quá quá khứ ấy bác vượng bán từng bán cả cái 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 rồi chứng cái vin smart đấy về sản xuất điện thoại rồi là TV đấy hoặc là hoặc là kể cả một cái siêu thị đúng không thì với sự thích ứng linh hoạt của cái nền kinh tế thị trường và những bộ óc kiệt xuất thì cái việc đấy mình nghĩ là hết sức bình thường Đấy. Thế và đây cũng có thấy giá trị cốt lõi là tâm chín tốc này. Đấy. Thì các bạn thấy là bạn bạn đọc ở trong cái hồ sơ mà trong bản cáo bạch à, công bố thông tin ấy. À không không báo cáo thường niên ấy. Thì bạn sẽ thấy là nó rõ ràng cụ thể. À, chúng ta cũng lý giải với nhau về mặt à, khía cạnh à, à, về mặt à, quản trị. Và cũng có thể chúng ta à, lý giải với nhau những con số khi đầu tư. Thế nhưng cái này thì trong phạm vi của mình thì mình mình cảm thấy nó là điều bình thường của kinh tế thị trường. Đúng không? Thế và ở đây chúng ta cũng sẽ thấy một cái điều đầu tiên mà trong cái cái sự kiện kích uh, ập uh, cái dự án Ocean Park 2 ấy thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta Vin đã làm được cái gì đối với uh, đại đô thị của Ocean Park 2 uh, ở phía Đông Hà Nội thì nó đã hiện hữu rồi. Mà những câu từ này chúng ta sẽ thấy là gì? Cùng nhau chúng ta đã đi rất xa, cùng nhau chúng ta sẽ viết tiếp những kỳ tích, viết tiếp những giấc mơ cho bạn cho tôi cho tất cả chúng ta à, đâu đó thì mỗi một lần có những sự kiện ấy thì mình cũng phải giải thích rất nhiều với khách hàng nhóm khách hàng của mình thế nhưng mà chúng ta có một cái niềm tin à, đôi khi thì cái đấy nó thoát đi khỏi những con số đấy, nói bằng văn học thì chắc là người ấy thì lại, lại bảo là đang phân tích này nói thế nhưng mà đấy cái điều mà mình nghĩ và mình cũng đã thấy là cái, 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 chúng ta khi đứng trong một hệ sinh thái đâu đó chúng ta gặp, gặp con người vin cũng một chất sống khác thế và À, chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là bất động sản mình cũng có muốn nói với các bạn một tầm nhìn dài hạn thì ví dụ đây vừa rồi chủ tư cũng có chia sẻ trong buổi lễ kích ập ấy, đánh dấu 10 năm đối với thành phố đối phía, phía đông hà nội đúng không năm 2012 vinhome riverside đây đấy năm 2016 vinhome riverside harmoni đúng không năm 2018 vinhome ocean park bốn này đưa biển về giữa lòng hà nội thiết lập chuẩn sống ở phố sống biển chưa từng có đúng không đây Vinhome Ocean Park 2 mới được có độ khoảng 5 tháng thôi, đúng không? khoảng mở bán từ 28 tháng 4, 458 hecta kiến tạo một uh, kỳ quan biển tạo uh, biển tạo sóng lớn nhất thế giới. Vinhome Ocean Park 3 dựa cao 294 hecta hoàn thiện siêu quần thể đô thị uh, biển quy mô 1.200 hecta. đấy thì uh, trên cơ sở những thông tin mà những thông tin chính thống thì mình muốn chia sẻ với các bạn đấy là uh, những cái việc mà uh, thành lập công ty con rồi là đấy là những bài toán tài chính và đôi khi những cách thức đáp ứng được những cách thức quản trị đấy và uh, một số thông tin nữa thì chẳng hạn là họ khi mà cái công bố thông tin ấy, kể cả các cấp cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chẳng hạn ủy ban chứng khoán nhà nước không thế thấy thì uh, về kể cả cái nghệ thuật kinh doanh nữa thì họ cũng chỉ cung cấp đến như thế thôi còn sau này có các cơ quan quản lý nhà nước như kiểm toán rồi thanh tra chẳng hạn thì người ta theo theo dõi hoặc là thậm chí là khi các bạn khi mà mở bán này có một cái giấy phép uh, giấy uh, cái cái của của cơ quan quản lý nhà nước quản quản lý chuyên ngành chẳng hạn ví dụ như là mở bán cái này thì phải có được cái giấy của uh, của sở xây dựng Hưng yên cho phép mở bán và có hàng loạt cái dẫn dẫn chứng dẫn xuất ra là là thợ là luật là nghị định là thông tư Đấy, thế thì cái câu chuyện là cũng là phải giải thích với nhóm khách hàng là cái vấn đề này có ảnh hưởng có long lung nay tư tưởng có làm họ gọi câu chuyện là có làm sao không vì trước đấy thì chắc các bạn cũng biết rằng là với những thông tin này thì trên uh, youtube rồi tiktok nó nhiều thông tin nó báo tải như thế nhưng cơ bản nhất là đấy chúng ta có niềm tin với nhau và những niềm tin này là gì là những văn bản chính thống và cách thức lý giải sau đó uh, chúng ta là cảm thấy phù hợp chứ còn à, về mặt chuyên sâu chuyên nữa thì mình cũng thấy là nếu mà bình thường nhất thì là bí mật kinh doanh hoặc thậm chí các bạn có biết là có những công ty bất động sản người ta không uh, không niêm yết thì những cái điều đấy thì có khi là các bạn cũng không biết được thế thì câu chuyện là mình nghĩ rằng là nó cũng là một cái điều bình thường nhất thôi uh, cái thích ứng linh hoạt trong cơ chế thị trường trong quản trị doanh nghiệp ấy bạn cũng thấy là uh, với từ trong quá khứ vin với chẳng hạn như Vinpearl thì Vin cũng bắt tay với những cái khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế để làm sao. Thì đôi khi người ta vào người ta bắt tay mang thương hiệu người ta thì người ta cũng đòi hỏi một cái vốn trong đấy. Thì cái câu chuyện nó như vậy hoặc là cái Land 81 ấy, bạn cứ search lên search Google thì cũng thấy là Vin cũng thoái vốn. Đấy đúng không? Nếu không sao cả, cái câu chuyện đấy nó cũng hết sức bình thường. Thế còn ở đây nó có ba ba công ty đấy thì bạn cũng nhìn đấy là cái thời điểm đấy thì nó ở đây giờ có thể là đặt dấu hỏi là 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 nhanh quá thôi à, Nhưng nhanh mà có cơ hội cho chủ đầu tư nhanh ở cái quyết sách nhanh ở những cái người mà hoặc là trong quá khứ các bạn sẽ thấy là uh, vinai đấy vinai bác vượng thành lập coi như là thành lập cả tổng thuê các cái nhân sự rồi thành lập trường đào tạo uh, uh, phi công rồi các thứ nó nó gần như hoàn thiện rồi nhưng mà cuối cùng là uh, uh, bộ máy giúp việc là thôi là thôi thôi thì mình thấy là đấy cái, cái đấy cũng là một điều mà mình nghĩ là thích ứng linh hoạt mà cái kinh tế thị trường làm sao mà lúc đấy vin Eli thôi chứ đúng là thời covid nữa thì cũng lại rất là nhưng mà đấy là những cái mình nghĩ là có một cái tố chất riêng của những con người uh, vĩ nhân hoặc là cái đấy người ta cảm nhận được thị trường hoặc bộ máy uh, giúp việc đấy thì câu chuyện đấy là mình nghĩ là hết sức bình thường nhưng ở thời điểm này với mở bán ocean park ba thì rất là nhiều người đặt câu hỏi nhưng mà qua video thì mình bạn xem thì bạn thấy là mình thấy là nó cũng bình thường thôi, không có gì phải là quá chi là quan trọng hóa vấn đề. Cái nữa là một bạn hỏi thì bạn ấy đang đầu tư của ông Bắc 2 thì đấy trên cơ sở những video và những kiến thức của mình và những tài liệu thông tin mình có mình cập nhật thì mình nghĩ cái đấy nó cũng các bạn cũng không phải là uh, quan tâm đâu vì là cơ bản thì cũng được báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước và uh, giải trình cái nữa là điều bình thường nhất trong kinh doanh cơ chế kinh tế thị trường đó là họ được ra các quyết sách và họ làm cho chính cái đồng vốn của mình sinh sôi sinh sôi lợi mở đầy lở và bảo vệ cái lợi ích của uh, số đông hoặc là chủ sở hữu thôi nhưng nó không có gì cả còn lý giải về mặt kế toán thì đấy các bạn thấy là có từng đấy dự án của các tỉnh thành thì đôi khi họ cũng thành lập công ty cái đấy cũng phải bình thường thành lập xong đôi khi lại đóng lại giải thể đó là điều bình thường của kinh tế thị trường. Và public thông tin chứ cũng không phải mờ ám gì. Đấy thế thì trên cơ sở đấy bạn ấy content một phát thì mình cũng phải uh, mình cũng phải đi tìm hiểu và mình cũng à, mình cũng đã tìm đã cũng phải nghe một số các cái thông tin của những kênh YouTube khác đấy, của những chuyên gia khác chẳng hạn. đấy như đây là sự lý giải của mình theo cái cái kiến thức và hiểu biết và những cái luồng thông tin chính thống thì mình trên cơ sở đó thì mình uh, chia sẻ với các bạn mình nghĩ rằng là uh, chúng ta hãy tin hãy uh, dùng cho một từ gọi là yêu hoặc là fan của Vinny cũng không uh, luôn luôn thắng lợi vì lịch sử đã chứng minh rồi và đất nước và quốc gia cũng luôn cần có những cái thương hiệu và cũng có những cái cần những cái niềm tin và những cái uh, những cái cộng đồng mà Uh, để làm sao mà chúng ta thấy rằng là uh, chúng ta nắm giữ tài sản nó, nó thật sự là uh, là một tài sản và uh, chúng ta cũng thấy là hạnh phúc vui vẻ uh, kinh doanh là một chuyện đầu tư là một chuyện nhưng mà gặp nhau hài hòa và đứng trong một cái hệ sinh thái như thế là cũng là điều tuyệt vời nhất thế còn uh, đương nhiên là cũng sẽ có những cái thông tin trái chiều thế nhưng mình nghĩ là đấy với những cái gì mình chia sẻ thì mình nghĩ là uh, Ocean Park 3 Ocean Park 2 đã và đang điều tuyệt vời nhất các bạn cứ an tâm à, à, với cái cái phương thức quản trị vốn và các cái thứ à, mình quyết định mua và mình nhìn tầm nhìn thì mình cũng hoặc là chuẩn bị Ocean Park 3 à, chuẩn bị rồi. Đấy thì các bạn cứ an tâm. Đấy với những cái sự chia sẻ của mình như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.